Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay laptop TCC xin giới thiệu mẫu máy Dell Latitude E7450. Dell Latitude E7450 là một trong những sản phẩm laptop Ultrabook mỏng nhẹ dành cho doanh nhân của Dell. Với thiết kế đẹp, hiệu năng tuyệt vời và thời lượng pin tốt, Dell Latitude E7450 là lựa chọn tốt cho những người yêu cầu cả về hình thức lẫn công việc. Điều đầu tiên gây ấn tượng của máy là một thân hình mỏng nhẹ với độ dày chỉ 2.03cm. Các cạnh được bo cong đều, thiết kế của máy với mọi thứ gần như nguyên khối được sắp đặt rất chính xác và tỉ mỉ, rất khó có thể tìm ra các chi tiết lạc lõng. Thân máy làm bằng sợi carbon siêu nhẹ và siêu bền, nhiều lớp vỏ được làm trần nên cầm máy rất chắc tay, không bị trơn trượt khi mang vác. Ngoài ra, khung máy được làm hợp kim magie cao cấp cho cảm giác vô cùng chắc chắn, không hề ọp ẹp như những mẫu laptop phổ thông hiện nay. Bạn có thể yên tâm mang nó theo bên mình mà không sợ ảnh hưởng phần cứng trong quá trình di chuyển. Hãy cùng laptop TCC điểm qua về các cạnh của máy. Cạnh trái của máy có khe tản nhiệt, khe thẻ nhớ SD, một khe thẻ SC dùng cho các loại thẻ thông minh. Cạnh phải của máy có jack audio 3.5, một cổng USB 3.0 và khe khóa Kensington. Mà sau máy có cổng LAN, cổng mini DisplayPort, USB 3.0, HDMI và một cổng USB 3.0 nữa. Cuối cùng là cổng nguồn. Mặt trước của máy có hai loa được đặt phát hai bên máy nên âm thanh sẽ không bị ảnh hưởng khi đặt trên mặt phẳng. Mặt sau của máy vẫn là logo Dell quen thuộc. Thiết kế bàn phím trên các mẫu Ultrabook doanh nhân của Dell có hệ bàn phím khá khác so với các mẫu laptop khác. Dell Latitude E7450 có thiết kế bàn phím dạng chiclet, còn các thế hệ khác như Dell Latitude E6430 hay dòng Dell Precision M4600 đều có dạng phím liền. Bàn phím trên các sản phẩm laptop doanh nhân là khá quan trọng vì tương tác gần như cả ngày của người dùng. Nếu có một bàn phím không được ổn định, trải nghiệm không tốt thì sẽ rất tệ. Dell Latitude E7450 đã làm khá tốt điều này với các phím được thiết kế khá hợp lý. Hệ thống các phím hỗ trợ soạn thảo nhanh đều được sắp xếp khá thuận tay. Phím có độ nảy và bề mặt tiếp xúc khá vừa tay. Về touchpad thì tương tự các sản phẩm khác. Touchpad có bề mặt khá rộng cùng các nút chuột có độ nảy tốt, hỗ trợ các thao tác cảm ứng đa điểm. Cùng checkpoint đem lại sự tương tác tốt hơn với máy mà không cần dùng chuột ngoài. Màn hình của máy được trang bị là màn 14 inch, độ phân giải Full HD cùng với tấm nền IPS cho chất lượng hình ảnh tốt. Màu sắc được tái tạo tốt, góc nhìn rộng do là màn nhám chống chói. Tuy là dòng Ultrabook dành cho doanh nhân, nhưng loa của 7450 rất to và rõ, mang hơi hướng của các dòng giải trí. Bạn có thể thả hồn vào các bản nhạc hay các bộ phim với hiệu ứng âm thanh của máy. Một phần cũng nhờ loa máy được đặt ngay mặt trước nên âm thanh sẽ trực tiếp tới tai người nghe. Với một trong những nền tảng xử lý cao cấp mới nhất của Intel là thế hệ Broadwell cùng CPU Intel Core i5-5300U giúp tối ưu hóa hiệu năng văn phòng và tiết kiệm điện năng. Với các đồ họa Intel Graphics HD 5500 sẽ giúp Dell Latitude E7450 có khả năng chiến tốt vài game online và làm tốt các ứng dụng đồ họa cơ bản như Photoshop, AutoCAD. Dell Latitude E7450 sử dụng ổ SSD mới SATA nhỏ gọn hơn, cho tốc độ cao lên tới khoảng 500MB trên giây. Cùng với đó là bộ nhớ RAM lên tới 8GB, cho phép làm việc đa nhiệm một cách mượt mà, không lo gặp hiện tượng giật tắt khi sử dụng nhiều ứng dụng. Về tổng quan thì với thử nghiệm trên Geekbench 3, Dell Latitude E7450 đạt khoảng 5.500 điểm trên mức trung bình. Tuy nhiên, với nhu cầu dùng văn phòng, laptop mỏng nhẹ làm việc nhanh, thì đây vẫn là mẫu laptop phù hợp do nhu cầu không cần thiết. Với pin 4 cell cùng con chip U thế hệ thứ 5, thời lượng pin sử dụng trên Dell Latitude E7450 khá tốt khi có thể làm việc liên tục khoảng trên 3 tiếng đồng hồ. Trên đây là tất cả những đánh giá tổng quan của laptop TCC về mẫu máy E7450. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm mời các bạn tham khảo tại website của chúng tôi laptoptcc.com. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc cần giải đáp mời các bạn inbox cho chúng tôi tại fanpage Laptop TCC để nhận được phản hồi sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.